ghét tôi. Đây là một cái cơ hội để cho tụi nó mượn gió bẻ măng. Kẻ gọi là ghen ăn tức ở, thấy tôi giàu cũng chướng mắt, rồi ganh tị, rồi cạnh tranh, ôi thôi đủ thứ tôi chấp. Bởi vì sao? Tôi xác định là tôi có cái mạng một à. Mà hiện nay á, quý vị biết không, không có cái nào bằng cái lương tâm hết. Bây giờ tôi rời khỏi cuộc chơi á, tôi có về nhà thì mẹ con tôi sống cả đời cũng không khổ. Thấy không? Tôi sống vì chính nghĩa. Cho nên cái quan trọng á, cái nồi cơm tao á không có thiếu cơm. Đó, cho nên tụi bay không có cửa, nói thẳng với tụi bay không có cửa. Tao không phải đi chạy dại từ bữa cơm, tao không phải chạy dại từ miếng ăn, tao không phải chạy dại từ đồng bạc. Đó, tao không phải giống như tụi bay. Cho nên tao sống chính nghĩa, tao đứng lên. Còn tụi mày á, chỏ mỏ vô, nói này nói kia thì cũng phải lo cơm áo gạo tiền, khổ chết mẹ luôn. Còn mày đặt tào lao. Cái mùa dịch này tới nè. Đó, cân não đi. Sàng lọc đi. Đó, thấy không? Tụi tao còn biết làm nhà máy găng tay để phục vụ y tế, để giúp đỡ cộng đồng trong và ngoài nước luôn. Còn tụi mày làm được cái gì? Nhìn lại chính mình trước khi nói người khác. Thấy không? Cơm áo gạo tiền không lo, lo đi nhiều chuyện, lo đi tổ chức. Thế là tụi bay đầy đủ quá rồi, tụi bay hãnh diện, tụi bay tự hào. Tụi bay chà đạp lên cái đau khổ của người khác. Đúng không? Khốn nạn. Đó, tao nói bây giờ phát hiện ra quý vị ơi. Bây giờ phát hiện ra tới 5.000 con người tấn công có mình em à. Đó, quý vị thấy đó, nó khập khểnh không? Nó khập khểnh đến không thể tưởng tượng được. Trời ơi, nó hèn. Nó hèn quá quý vị ơi. Trời ơi, em nói trong đời em không ngờ mà em gặp một đối thủ 5-6.000 người. Từ trong ra ngoài nước mà nó bị em quật lên bờ xuống ruộng. Bữa nay em vạch mặt nó, em lôi nó ra pháp luật luôn. Sao quý vị thấy em mạnh không? Bởi vì em có trái tim lương thiện. Và cái thứ hai nữa, em tự tin vô cùng. Kể cả ngày mai em có chết em cũng chết dinh, nhưng em đâu có sống nhục. Thấy không? Cho nên á, phải nói một điều. Phải nói một điều rằng là trong cuộc chơi này em cực kỳ máu luôn. Em xác định rồi, năng lượng thì tràn tràn đầy. Rồi coi như là em có trí tuệ, em có lòng can đảm, em có cả cái sự mà cân não đối với tụi nó nữa. Vì sao? Em tin một điều, em không phải loại như tụi nó nói. Và em tin một điều là chân lý bao giờ nó cũng phải được trả về cho chân lý hết. Mẹ 4.000, 5.000 tụi mày á, đang bị hai thằng á, cầm đầu đưa tụi bay vô chân tường. À, cuối cùng rồi tụi mày sẽ được trả một cái giá mà chẳng ai cứu ai được đâu. Thử coi bây giờ nó ngã xuống coi tụi mày dính theo. Tụi mày sẽ thấy được cái ngu của tụi mày. Nó ngu động trời động đất luôn. Tự nhiên ở đâu đâm đầu vô dính vô pháp luật. Trời ơi trời. Má ơi. Trời ơi. Tim quá trời tim nè quý vị. Quý vị khen em đẹp đi quý vị. Quý vị khen em đẹp cho những cái đứa nó ghen lồng lộn lên với em đi. Chẳng những em đẹp, em còn thông minh nữa đó quý vị. Không thông minh sao một mình em chống mafia. Cho em uống miếng nước yêu quý vị. Trời ơi, chửi khí thế luôn. Bữa nay em diễn nhiều vai lắm quý vị ơi. Và đủ thứ vai hết trơn á. Không, em phải biết chửi đi, nó tưởng em không biết chửi. Nó tưởng em là già đại gia, vợ ông Dũng là do không biết chửi bậy. Trời ơi, em chửi cho tụi nó nghe. Mà chửi nghe còn ngọt ngào nữa đó quý vị. Cho nên nói với xin lỗi quý vị nha, quý vị lâu lâu nghe em chửi một câu quý vị cũng đừng có chấp lỗi em nha quý vị. Tại vì sao? Nó đưa em tới tận cùng rồi. Em quá xót con dâu em quá cảm thấy là thương con dâu em, cho nên em phải chửi tụi nó một lần vậy cho tụi nó biết. Em mở cái não đó ra cho tụi nó biết là như thế nào. Khốn nạn quá. Đó bây giờ anh Thi ơi, mời anh Thi lại chào quý vị khán giả ăn cái. Bữa nay là mời anh Thi lên. Tại vì bữa nay sẽ tặng cho anh Thi 500 triệu để anh Thi có một cái phương tiện tiếp tục để chơi cuộc chiến này. Tôi nói vợ chồng tôi là chỉ có làm từ thiện thôi, ăn cơm cũng ngày hai bữa, rồi cũng ngủ có một cái giường, cũng đi có một cái xe. Tôi 50 tuổi rồi, Nhi lấy 500 cho anh đi con. Ủa Nhi đi em. Trời ơi, quý vị không biết đâu, tôi là một người phụ nữ ngọt ngào lắm đó. Nhưng mà đi với đám mất dạy này là buộc tôi hết hết ngọt ngào luôn rồi. Bữa nay tôi thành ác quỷ luôn rồi. Cho nó phù hợp. Đây là tặng cho anh nè, anh đứng lên anh cho khán giả xem nè. Đó. Đây nha quý vị. Đây là cái tiền mà tôi lấy lại đầu tiên á, là tôi tặng cho anh Thi.
Đó, 500 triệu này để làm cái phương tiện để anh tiếp tục, anh có đủ niềm tin, tin vào chân lý, tin vào những người tử tế, tin vào là mình sống đúng. À, anh là người là tạc tượng Phật. Mà quý vị biết không, anh làm tượng Phật là anh đã có tâm rồi, mà anh tạc Phật ra thì anh đã hướng thiện là tu rồi mà vẫn gặp ma quỷ, để cuối cùng anh thân bại danh liệt, tán gia bại sản. Tôi nói cái tiền đầu tiên tôi nhận được là tôi sẽ tặng cho anh Thi. À, nếu sau này mà chị lấy được nữa, chị sẽ giúp đỡ em tiếp tục. Và trước mắt là chị sẽ giúp em như đây, để mà mong rằng là em ra tòa hay là em đòi lại được cái tiền 600 mấy triệu đó, hay là bao nhiêu đó, là cái đó là cái đó là cái sự mất mát của em, là em phải đòi lại được. À, chị tin chắc một điều vậy em, chị nói thật em, khi mà chị gặp em, chị nghe những gì em nói thì chị hiểu rồi, là khi người ta không còn giá trị sử dụng nữa thì bị hất ra ngoài đường. Quý vị thử tưởng tượng một con người có nhà, có xe, có tiền đi theo thằng Yên, để rồi thân bại danh liệt, mất nhà, mất xe, mất luôn công xưởng, thì quý vị thấy nó cao thủ tới mức nào rồi. Và khi còn không còn giá trị sử dụng nữa, nó cắm tới gặp mặt nó luôn, thì quý vị thấy cái độ dắt chanh bỏ vỏ của nó khốn nạn tới tận cùng như thế nào. Tại sao khiến tôi phẫn nộ, tại sao khiến cho tôi á, là trở thành một cái người phụ nữ mạnh mẽ như vậy? Nếu tôi không bản lĩnh, tôi không có đủ sức mạnh thì tôi cũng sẽ trở thành anh Thi, nếu như tôi là người bình thường đó. Thì em cũng có một đôi lời cảm ơn khán giả đi, chị đi cứu chị một cái, đứng xíu vô đây nè. Đó, em cứ cảm ơn, em cứ trần tình với quý vị chút xíu đi, chị đi Thì cứu chị rồi chị ngày ra. hôm nay lên đây, cái thứ nhất là cảm ơn chú Dũng và cô Phương Hằng gửi tặng 500 triệu. Và cái thứ hai nữa là cảm ơn cộng đồng trong nước và ngoài nước đang xem đài. Và hôm nay tôi cũng được mời lên để ngồi một cái ghế nóng của bên trường đua. Thì cũng giống như để lên nói những sự thật từ hôm bữa tới nay. Tôi là người, tại vì tôi là người trong cuộc của bên Võ Hoàng Yên, cho nên tôi đã biết được nhiều sự thật, nên tôi nói nhiều sự thật. Có nhiều anh em hỏi tôi chứ có phải là cô Hằng mua chuộc tôi lên đây để nói những lời sai sự thật về ông Yên không? Tôi nói thật sự mấy vị á, bây giờ mà thật sự cô Hằng có mướn tôi 100 tỷ á, lên đây để nói chuyện sai sự thật trong Võ Hoàng Yên thì tôi cũng không làm, tại vì tôi là người bị hại, là người nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên. Thì cũng có nhiều cái clip đầu quá thì mấy vị cũng đã biết rồi, thì cho nên tôi là người thật việc thật, thì tôi chỉ nói những gì tôi biết ở trong nội bộ của bên Võ Nguyên Yên. Và cái thứ hai nữa thì nói như lính của ông thầy Võ Nguyên Yên, hiện tại bây giờ rất là nhiều người cũng bị hại mà không bao giờ dám lên nói. Tại sao không dám? Tại vì mình sống vì chính nghĩa, mình sống vì cộng đồng chứ mình đâu phải sống vì bản thân mình nữa, mà có gì đâu mà không dám nói. Rồi. Cho nên hôm nay cũng cảm ơn một lần cảm ơn cô Hằng rất là nhiều để tạo điều kiện cho tôi. Em cứ chia sẻ với khán giả đi, và em biết cái gì thêm thì em nói. Bây giờ riêng cái chỗ mà cái chị nở mà chết á, thì em có sẵn sàng ra làm chứng đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì cái đó thì bữa đó là ngày 16 tháng 7, ủa 16 tháng 11 năm 2017 á, thì có tôi đứng trực tiếp chỗ đó để bên ông Miên trị bệnh cho cô nở đó đó. Thì khi cô nở vô thì tôi không có biết, nhưng mà khi cô nở đi ra thì tôi thấy, tại vì lúc đó ông Miên cũng đã trị cái bú cổ, thì bấm ra thì cô nở đã ngất xỉu ngoài cái cửa. Mà cô nở thì cái cô dì của cô nở có nói lại là gặp được bà dì là tên gì, tên Nguyệt, tên gì vậy? Tên Nguyện. Thì chứ cô nở nói dì ơi con mệt quá, thì chết ngoài cái ghế ngay cái cửa luôn, thì đem vô thì nó bầm tím đen. Thì cái đó là sau này thì bên cô nở thì tôi sẽ ra, đứng ra làm chứng, tại vì đó là tôi thấy trước mặt. Mà tôi cũng áy náy nay 3 năm mấy nay mà thật sự ra không có biết luôn, cũng không biết nhà luôn. Thì hôm bữa cách nay cũng phán cũng có xuống dưới nhà đốt cho cổ một nén hương, mà thật sự thấy là nghe gia đình kể lại rất là đau lòng, vì cô nở là một trụ cột ở trong gia đình đó. Là trong khi đó là cổ đi bán vé số nè, rồi đi lượm cơm của người ta ăn còn dư á, về phơi để bán lại là nuôi cho bà cụ 80 mấy tuổi. Thì mà khi mà chết được chết á, thì tôi nghe nói được lại là bên ông Miên có đi thằng Thiện Thành nó xuống, nó có đi xuống dưới đó để lo cho gia đình.
cầm tiền rất là nhiều, đi xuống lo mà rút cuộc rồi á thì bên cô nở nhận được có 700 ngàn thôi. Và mà không, cái cô Nguyễn á đưa cho mẹ cô là dặn đừng có nói cho ai biết hết trơn á. Thì cái câu chuyện này tôi thật sự đó là bên thằng Thiện Thành, Thiện Thành nó có cầm mấy trăm triệu á, nó có kể, tại vì lúc đó là nó kể cho tôi với ông Sáu Nhật nghe ở ngoài chùa Hưng Nghĩa Tự đó. Thì mình chỉ biết nghe vậy thôi chứ mình tưởng đâu là nó xuống nó đã lo cho bên đó chồng do. Rút cuộc hỏi lại khi mà làm đám tang xong á thì không, khi cổ chết á thì không có tiền để mua một cái hàng luôn, phải đi gom góp ở ngoài chữ thập đỏ đó là được một cái hòm là đem về để chôn cất cho cụ, cho cô nở. Thì hôm nay câu chuyện đó là sự thật 100%, đó là chứng kiến tôi thấy. Rồi xong bữa đó thì cái cô nở đó cũng chết á, thì anh em tôi tối có ngồi lại, nhưng mà mấy người đó đánh lạc hướng tôi là nói 15 người đó, 16 người đó là chết ở Tiền Giang, chứ thật sự ra thì hôm nay chính xác 100% là cô đó là cô nở chết ở ngoài nhà cổ ngoài Thủ Đức quận 9 đó. Còn mà cái tượng á, có còn cái chùa ngoài Hưng Nghĩa đó là tôi nói mấy vị nghe nè, có một, có cái chùa thôi mà hai ba lần tượng. Tượng đầu tiên thứ nhất á là làm ở ngoài Hà Nội á, là thầy Yên không có